Hello, rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một ít về dòng lan rất là được nhiều người yêu thích, dễ trồng, bông đẹp, hương thơm. Rồi, đó chính là những em thiên nga. Hôm nay có tất cả là có 4 màu nha các bạn nhé. Mình sẽ để màu chạy trên màn hình. Thứ nhất là màu đỏ, màu vàng, màu nâu và màu xanh, có 4 màu nhé. Đây màu sắc mình sẽ để trên góc này, các bạn xem giúp mình nha. Em này rất là được nhiều người yêu thích và bản thân mình cũng rất là thích, mình trồng khoảng độ mười mấy giò luôn đấy. Thì em này có một cái hay là dễ trồng này, rất là dễ trồng. Ví dụ như một giò này này, giò này mình đánh chữ XC tức là màu xanh nhé, màu xanh lá cây nhé các bạn nhé. Các bạn ý ký này, đó có một cái giả hành này này. Thường thường là dòng thiên nga này là thường thường nở bông vào tháng từ tháng 8 cho đến tháng 10. Khoảng khoảng đấy nhé các bạn nhé. Bông của em ấy ra rất là thơm. Đây này, ví dụ nó rụng hết lá nó sẽ đâm 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 ngồng hoa từ bên đây ra này các bạn này. Đó, ở trên những giả hành giống như củ tỏi đó. Đó. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là kích thước nhá. Từ gốc lên đến ngọn này. Đó, mình không đo lên lá đâu nhá, mình không đo lá đâu nhá. Đo lá là đến 30 cm luôn đấy. Mình chỉ đo ở cái khoảng vị trí ngọn này thôi. Khoảng 15 này này. Đấy. Đó. Đây. 15 cm ha. Đây là màu xanh nhé các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ test thử một em màu màu này là màu chữ D này này. Mình chọn màu chính xác cho các bạn nhá. Chữ D này là màu màu đen, à phải màu đỏ ạ. Màu đỏ chứ không phải màu đen đâu nhá. Đây các bạn sẽ có một cái giả hành này này. Đó, và các em sẽ ra bông ha. Đó, rất là đẹp. Đó các bạn thấy đấy, nếu mà lên ngọn lên này em phải hơn 30 cm nữa đấy, 25 cm nữa đấy ha. Này, lá này độ rộng này 30 cm luôn này. Đó các bạn thích màu đỏ, màu vàng, màu nâu hay màu xanh thì hãy liên hệ cho mình nhé, để mình lựa chọn cho các bạn những cây thiên nga đẹp nhất nhá. Một giò này bên mình bán được giá là 130.000, tất cả màu đều giống nhau nhé. Màu đỏ hay là màu vàng thì cũng vậy, giá như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ sang cái em là màu nâu thử xem nào. Màu nâu này, đây. Cây màu nâu nhé các bạn nhé. Đó. Cái giả hành rất là đẹp ha. Cây nói chung là tương đối là giống nhau thôi các bạn à, không có gì khác mấy đâu. Cũng lên đến ngọn 15 này, còn đâu đo ăn lá phải 30 cm luôn này đấy. Độ rộng của hai lá mà cũng 30 cm đấy ha. Nhân tiện đây mình cũng muốn xin nhắc nhở các bạn một chút xíu này. Các bạn mua hàng bên mình ấy, mình không khuyến khích các bạn đặt tiền trước cho mình, không cần phải chuyển khoản trước cho mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cho các bạn xem hàng thoải mái. Các bạn nhận hàng đẹp thì các bạn hãy lấy, còn đâu nếu mà xấu không như những gì mà mình chia sẻ thì các bạn cũng phải thể gửi lại giúp mình nhé các bạn nhé. Tránh những trường hợp bây giờ bán hàng rất là nhiều người bán hàng trên mạng rất là tào lao, họ không cho chúng ta xem hàng là cái thứ nhất và bắt chúng ta chuyển khoản là tiền trước là cái thứ hai, thì những cái shop đấy các bạn phải nên xem xét lại thật kỹ giúp mình nhé. Đây là thiên nga nhé các bạn nhé. Có thể là mình bán hàng rất là nhiều người đó, có thể là vẫn chưa làm được hài lòng các bạn, thì mong các bạn hãy góp ý comment phía dưới để mình biết và mình sẽ làm những cái nội dung nó sẽ tốt đẹp hơn, và những cái gì mà chưa hài lòng các bạn mình sẽ cố gắng làm hài lòng các bạn hơn ha. Xanh vàng đỏ đỏ rồi này, bây giờ mình sang màu vàng xem nào. Vàng này đó, các em này là ra bông vào tháng tháng 8 đến tháng 10 nhá. Màu vàng này mình sẽ đánh dấu cho các bạn như thế này, các bạn dễ này, các bạn về có thể các bạn sang cái chậu rất là bự chút xíu để sau này các em còn đẻ đó, mà em mới đẻ ra rất là nhiều nhá. Đó, có thể là cây màu xanh hoặc cây màu vàng, kích thước nó khác nhau chút xíu các bạn ạ, khác nhau chút xíu thôi, quan trọng là chúng ta sưu tầm mặt bông ha, dễ rất là đẹp này. Mình xin nhắc lại đây chính là hàng thuần ở Việt Nam nhé, không phải là hàng nhập từ Thái này nhé. Hàng này hàng đã thuần ở Việt Nam nên vì vậy mà cái môi trường khí hậu của Việt Nam nó rất là thích hợp.
các bạn không có gì phải băn khoăn cả. Nếu mà hàng chúng ta nhập trực tiếp về Thái, chúng ta bán hàng cho các bạn luôn, nhìn có thể là rất là đẹp, nhưng mà sau một thời gian trồng thì có thể là cây nó sẽ không được phát triển đâu. Đấy chính là cái kinh nghiệm của mình chỉ nói qua vậy thôi chứ mình không đi sâu. Đó, màu nâu này, cái giả hành bự quá ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Các bạn qua bên Zalo thì chúng ta sẽ mà nói mà mình chia sẻ nhân tiện đây luôn này, cây của bên mình nó rất là đồng đều nhau đấy, nên vì vậy mà không có cần phải là trước khi đơn đi thì chụp hình cho mình cái cây của mình nó ra làm sao đâu. Các bạn yên tâm đi, bên mình bán hàng đảm bảo cây không đẹp không lấy tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình gửi hàng mà không có tốt đấy, các bạn gửi về giúp mình thì có phải là người thiệt hại nhất đó chính là bên mình. Nên vì vậy mà các bạn yên tâm, mình không có dại gì mà mình chuyển cho các bạn cái hàng nó xấu, bởi vì các bạn kiểm tra hàng mà, mình đâu có phải là cấm các bạn kiểm tra hàng, mà mình đâu có cần nhất thiết là các bạn chuyển tiền trước đâu. Nếu các bạn mà chuyển tiền trước cho mình thì mình gửi hàng xấu cho các bạn đấy. Nên vì vậy các bạn đừng chuyển khoản cho mình nhé, không cần để chuyển khoản, đẹp phải lấy xấu vì vậy, đơn giản vậy thôi. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho mọi người một chút xíu về dòng Lan Thiên Nga, rất là đẹp, có 4 màu đỏ, vàng, xanh, nâu, 4 màu nha các bạn nhé. Cố sưu tầm 3 màu nữa thành một cái 7 sắc có màu đấy, vòng cho đẹp. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.